6 kiểu người phải tránh thật xa, vì nếu kết giao thì không khác gì là chơi với lửa. Thứ nhất, loại người vô tình vô nghĩa. Con người chẳng phải ngọn cỏ vô tri vô tình. Thấy người khác gặp khó khăn, cho dù không thể giúp đỡ được thì cũng nên tỏ ra đồng cảm cho sự bất hạnh của họ. Thế nhưng, vẫn luôn có những kẻ không những không đồng cảm mà còn vô tình vô nghĩa. Cho dù là đã từng mang ơn người khác, khi người ta gặp nạn thì lại giả vờ như không biết, ích kỷ, bội bạc, thật sự khiến người ta phải lạnh lòng. Khi còn trẻ, gặp phải những kẻ vô tình vô nghĩa thì còn có thể mỉm cười cho qua. Dù gì thì cuộc đời vẫn còn dài, không cần thiết phải tức giận vì loại người như thế, cũng không đáng phải tức giận. Nhưng khi ở độ tuổi 50, trải qua đủ mọi sóng gió mưa bão cuộc đời, những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ đã xa rời, tính tình cũng đã được rèn giũa nhiều, trong lòng luôn khát khao tình thân, tình bạn, trân trọng những người thân quen bên cạnh mình. Hơn nữa còn thường khá yếu đuối về phương diện tình cảm, không chịu đựng nổi những đả kích quá lớn. Nếu như không may gặp phải người thân hoặc bạn bè vô tình vô nghĩa thì hãy quả quyết cắt đứt qua lại với họ một cách dứt khoát, cứ dây dưa không dứt chỉ càng làm mình thêm rối. Tuyệt đối đừng vì thể diện hay những quan hệ không rõ ràng ràng buộc mình, cũng càng không nên quá để ý suy nghĩ của người khác về mình. Bản thân sống thoải mái mới là quan trọng nhất. Anh sống thật thì tôi cũng sẽ sống thật, anh giả tạo thì tôi quay lưng, thế thôi. Nhận rõ bản chất giả tạo, tránh xa những kẻ vô tình vô nghĩa, người ở hiền thì gặp lành. Thứ hai, loại tham lam vô độ. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì lại chẳng thể làm được gì cả. Câu này nghe có vẻ khá thực dụng, mà lại là sự thật không thể chối cãi. Xã hội ngày nay chẳng ai có thể nhìn thấy tiền mà lại coi như cỏ rác được. Con cái đi học cần tiền, phụng dưỡng cha mẹ cần tiền, nhà cửa, xe cộ cũng cần tiền. Cho dù là thế thì cũng không thể làm một kẻ coi tiền là số một, điên cuồng kiếm tiền một cách mặt dày vô sỉ, để đồng tiền và dục vọng làm mờ mắt, càng không thể vì tiền mà biến thành nô lệ được. Khát khao tiền bạc chẳng hề sai, nhưng phải dựa vào trí tuệ và đôi bàn tay của bản thân, kiếm tiền bằng những việc quang minh, chính đại. Nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ không còn đường quay lại. Con người khi đến độ tuổi 50, cơ thể cũng vẫn được coi là khỏe mạnh. Lúc này cần dự tính cho tương lai, tiết kiệm chút tiền để dưỡng lão, cũng chính là tiền cứu mạng khiến con cái được yên tâm, cuộc sống cũng được yên lòng hơn. Nếu như xung quanh mình có kẻ tham lam vô độ, nhất định phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Đối với những kẻ tham lam mà nói, họ gần như không có giới hạn. Một khi ở gần với họ thì cơ bản sẽ có hai kiểu kết cục: bị họ lợi dụng, lừa tiền chạy mất, hoặc là sẽ trở thành một kẻ tham lam. Đây chính là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Thói quen tốt có thể ảnh hưởng tới người khác, thói quen xấu cũng vậy. Thế nên, đừng chơi với những kẻ tham lam, đối với bản thân hay gia đình đều là điều tốt. Thứ ba, loại người chỉ thích lợi dụng. Đọc ngàn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm xa, đi ngàn dặm xa không bằng đọc vị vô số người. Khi ở độ tuổi 50, cho dù không có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu vạn vật, nhưng ít nhất thì sẽ có thể phân biệt đúng sai, có nhiều kinh nghiệm trong đối nhân xử thế, có thể dễ dàng nhận ra những kẻ so đo, tính toán. Đặc điểm của những kẻ hay so đo tính toán rất dễ nhận ra. Khi bạn có giá trị lợi dụng, hắn sẽ nịnh bợ bạn, tìm đủ mọi cách tiếp cận bạn. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, hắn sẽ quay ngoắt đi, coi như không quen biết, thậm chí còn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Với họ, không có bữa trưa nào là miễn phí. Còn bạn vì đã há miệng mắc quai nên đành phải làm theo, rồi dần dần sẽ trở thành con rối cho họ giật dây lúc nào không biết. Họ xem bạn như người giúp việc với chút thù lao. Loại người này là loại đáng hận nhất, cố gắng tránh càng xa, càng sớm càng tốt. Thứ tư,
kiểu người không muốn người khác hơn mình. Người xưa nói, mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả. Có nghĩa là, một cây cao hơn cả khu rừng chắc chắn sẽ bị gió quật đổ. Con người cũng vậy, người giỏi quá thì luôn bị đố kỵ. Muốn hành xử trên đời phải biết điểm dừng, chỉ bằng cách này, sự nghiệp, cuộc sống và các mối quan hệ giữa các cá nhân mới có thể ở trong tình trạng tốt nhất. Đại văn hào đời Tống Tô Đông Pha suýt chết vì vụ án thơ Ô Đài. Em trai của Tô Đông Pha nói, Đông Pha có tội tình gì chỉ vì danh nổi quá cao. Một số người có bản chất đố kỵ với người khác, nhìn thấy những người xung quanh làm tốt hơn mình khiến họ cảm thấy bực bội, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn vậy. Nhìn thấy những người kém hơn mình lại thở phào nhẹ nhõm. Vì sự đố kỵ nên họ muốn thấy bản thân tốt đẹp hơn người khác, và cũng vì không có lòng thương xót nên trong nhiều trường hợp họ sẽ đem tật xấu của người khác ra bới móc, lăng mạ, làm trò cười để hả hê lòng ganh ghét của bản thân. Đối với một số người, bởi vì lòng đố kỵ làm cho họ lu mờ lý trí, không biết đâu là điểm dừng để có thể chứng minh mình hơn người, hay muốn người khác phải chịu mang tiếng xấu, họ sẽ không tiếc lời thêu dệt những điều trái sự thật và bêu rếu khắp nơi để làm giảm giá trị và danh dự về người khác. Khi bước vào tuổi trung niên, nếu xung quanh mình có những người như vậy, bạn sẽ rất dễ bị chỉ trích, thậm chí bị họ lôi kéo. Giống như một cái cây ghen tị với một cái cây khác, chỉ hận không thể biến thành một cái rìu chặt đi cho khuất mắt. Thứ năm, kiểu người lấy oán báo ơn. Những người đã chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác và nghĩ đến việc báo đáp là những bậc quân tử. Ngược lại, với đó, kẻ tiểu nhân thản nhiên nhận ân huệ nhưng không bao giờ có suy nghĩ báo đáp. Một số người không chỉ đòi hỏi người khác giúp đỡ mà còn lấy oán báo ơn. Những người như vậy giống như người nông dân và con rắn, cho ăn nhưng lại bị cắn lại. Theo quan điểm của họ, mối quan hệ giữa các cá nhân chỉ bao gồm lợi ích và không có tình cảm. Sau khi đạt được mục đích, họ sẽ qua cầu rút ván. Người xưa nói, người biết báo ân cũng là bậc hiền nhân. Con người ta có thể nghèo nhưng nhất định không bao giờ được sống vô ơn, chứ đừng nói đến báo thù, vì đó là điểm mấu chốt cơ bản nhất của việc làm người. Thi Kinh có câu, người quang tặng đào, ta đáp lại mận. Con người sống với nhau phải có qua có lại. Với những người lấy oán báo ân, đừng cho họ có cơ hội làm tổn thương chính mình, tránh càng xa càng tốt. Trong cuộc đời, dù bạn 50 hay 60, bạn cũng đã hiểu ai là tri kỷ, ai chỉ là khách qua đường. Hãy làm bạn tốt của quý nhân và tránh xa những kẻ sẽ mang lại tai họa cho mình. Cuối cùng là kiểu người tiêu cực, bi quan. Cuộc sống sẽ có nhiều lúc không hề dễ dàng, từ chuyện công việc, gia đình, con cái cho đến các mối quan hệ trong xã hội. Quan trọng là thái độ của bạn đối mặt và ứng xử với nó. Nếu cứ buồn bã, ủ rũ cũng chẳng để làm gì, chi bằng hãy nhìn mọi chuyện tích cực lên, tất sẽ có cách giải quyết. Nếu có một người mà khi nhìn thấy họ, lúc nào bạn cũng hình dung ra một người bất hạnh nhất thế giới. Họ buồn bã, họ hoài nghi, họ luôn sợ hãi và chẳng dám làm gì. Họ xuất hiện ở nơi nào là như thể hút hết những niềm vui của mọi người, thì cần phải xem lại. Nếu đó là bản chất của họ, thì việc chơi với họ có thể sẽ biến bạn trở thành một phiên bản thứ hai của họ mà thôi. Trên đây là 6 kiểu người nhất định phải đề phòng và tránh thật xa để luôn được chủ động, bình an. Thưa quý vị, nếu tiền bạc là bằng chứng cho sự giàu có về vật chất, trí tuệ được xem như sự giàu có về tinh thần, thì bạn bè là minh chứng cho cả hai điều đó. Cuộc sống có thể thiếu đi nhiều thứ, nhưng không thể nào thiếu đi những người bạn. Bước vào tuổi 50, con người đã được nếm trải tình người ấm lạnh và dần hiểu ra đạo lý ở đời. Huyết thống chưa chắc đã quan trọng hơn tâm hồn. Người thân chưa chắc đã đối xử với mình tốt hơn bạn bè. Vì vậy, nếu gặp được 3 người bạn sau đây thì hãy giữ họ thật chặt. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi video. Người thứ nhất, người bạn thượng phẩm.
Từ xưa đến nay, người đến với người vì lợi ích thì khi nghèo túng hay lúc hoạn nạn sẽ dễ dàng bỏ nhau, thậm chí vì chút lợi nhỏ mà làm hại lẫn nhau. Nhưng người quân tử vì thiên tính, vì chân thành mà kết giao, nên đến khi nghèo túng hoạn nạn, họ lại quên mình vì nhau. Từ đó về sau cũng lại không bao giờ nhắc công kể thưởng. Người xưa có câu, người quân tử kết giao đạm nhạt như nước. Ý nói, tình cảm của những người bạn quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết. Tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao. Mặt khác, bản chất của nước không bao giờ thay đổi, trước sau như một. Chén nước tuy nhạt nhưng giải được cơn khát bao ngày. Vì quá nhẹ nhàng, bình dị, không cố gắng tỏa mùi khoe như vị rượu, nên nước thường bị xem là quá đỗi tầm thường, cho đến khi người ta trong cơn khát mới nhận ra giá trị của nước. Người bạn có phẩm chất như nước, không nhiệt liệt, không vồn vã, không phô trương, làm việc thiện mà không muốn người khác biết, lặng lẽ làm bạn. Đó chính là người bạn thượng phẩm, là tình cảm mà chúng ta dễ dàng hòa hợp với nhau, không cần toan tính quá nhiều, không cần xu nịnh hay nhiệt tình thái quá, người ta vẫn rất trân trọng nhau. Lão Tử giảng, thượng thiện nhược thủy, cái thiện cao thượng thì giống như nước vậy. Nước trong thuần khiết dễ bị trộn lẫn với thứ bẩn gì thì liền nhìn thấy được ngay. Tình bạn hễ mang vào những tạp niệm về lợi ích vật chất ở nơi thế tục và tình cảm riêng tư thì không còn thuần tịnh nữa. Người quân tử kết giao là giữa tâm với tâm, mối liên hệ của họ là dựa trên đạo nghĩa, do đó nó thuần khiết và cao thượng, giống như nước trong vậy. Có như thế thì mới có thể gắn bó lâu dài, thậm chí là bất tận, mãi trường tồn cùng thời gian. Người thứ hai, người bạn tinh phẩm. Bạn thân như cháo là người bạn tinh phẩm. Cháo có thể làm ấm thân ấm lòng người. Người bạn có phẩm chất như cháo sẽ không thân thiết xiểm nịnh khi nghèo hèn, không vồn vã khi bạn giàu sang và không xa lạ khi bạn khó khăn hơn mình. Người bạn như cháo mặc dù không tinh tế khéo léo, không tao nhã thanh lịch nhưng lại chứa một dư vị vô cùng đặc biệt, khó quên. Người bạn ấy luôn đến vào những lúc ta cần sự giúp đỡ nhất. Khi bạn mệt mỏi, ngã lòng thì họ sẽ trợ giúp và khiến bạn tỉnh ngộ. Họ không phải luôn bên bạn cả ngày mà âm thầm theo dõi phía sau bạn và luôn có mặt ở thời điểm quan trọng. Đó là những người mà bạn không rời bỏ khi bạn không có gì, khuyến khích bạn khi bạn đang nản chí và sẵn sàng cho đi trong những giai đoạn khó khăn của bạn mà không đòi nhận lại. Chỉ mong một điều là bạn ngày một tốt lên. Người thứ ba, người bạn tuyệt phẩm. Người bạn thân có phẩm chất như trà là người bạn tuyệt phẩm. Trà vừa có vị thanh nhã vừa có vị cao quý. Người bạn có phẩm chất như trà có thể hun đúc bồi dưỡng bạn, đề bạt bạn. Hai người không cần dùng lời nói cũng hiểu nhau và hòa hợp cùng nhau. Tình bạn ấy giống như tình bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Lúc Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Trung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: "Ôi, núi cao như Thái Sơn." Khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ lại nói: "Ôi, nước chảy cuồn cuộn như sông dài." Sau khi Tử Kỳ mất, Bá Nha không đàn nữa. Ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này từ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình. Tìm được tri kỷ đương nhiên là điều may mắn, có thể là điều may mắn nhất trong kiếp nhân sinh. Con người cả đời theo đuổi danh vọng, tiền bạc, đến khi có được tất cả rồi nhưng lại không có ai hiểu được mình, tự mình cô độc trên ốc đảo của bản thân. Như vậy, chẳng đáng thương lắm hay sao? Đời người có được một người bạn tri kỷ đã là quá đủ. Đây là điều mà biết bao người đã cảm khái sau những gió mưa của cuộc đời. Nó như là một chén trà trong, nhẹ nhẹ chảy vào trong tim mỗi người. Đôi khi, nó chỉ là một cái nắm tay, một ánh mắt, chẳng cần nói thành lời. Đôi khi nó chỉ như một đoạn văn, đọc mà thấy chân quý, sau đó lưu lại cảm động vĩnh hằng. Người bước sang tuổi 50 mà gặp được ba người bạn trên thì chính là gặp được quý nhân của đời mình. Bởi một người bạn tri kỷ giống như một món quà của Thượng Đế ban tặng,
được đặt trong một chiếc hộp bí mật và chiếc chìa khóa được ẩn giấu ở bất kỳ nơi nào và bạn phải đi tìm kiếm chiếc chìa khóa ấy. Nhưng nếu bạn có thể tìm thấy chiếc chìa khóa, đó cũng là lúc bạn tìm kiếm được một người hiểu rõ về bạn như chính bạn nhìn thấy bản thân trong gương. Kính thưa quý vị, đời người ngắn ngủi giống như cây cỏ mọc vào mùa xuân rồi khô héo vào mùa thu, ít nhiều gì cũng sẽ để lại nhiều tiếc nuối. Nhưng trước khi làm điều gì đó, tốt nhất là nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm, nếu không thì sẽ rất dễ khiến bản thân phải hối hận cả cuộc đời. Nếu muốn quãng đời còn lại sống một cuộc đời yên ấm, hạnh phúc, thì trong mỗi giai đoạn tuổi tác khác nhau, hãy học cách nhìn rõ một vài chuyện, tránh xa một vài người. Thế nên mới nói, bạn bè dễ kiếm nhưng tri âm lại khó tìm. Điều hiếm hoi nhất trên đời chính là có thể tìm được một người bạn đi cùng mình cả cuộc đời. Con người, đến tuổi 50, bạn bè ít không sao, chỉ cần chân thành là đủ. Hãy trân trọng những người bạn tri âm tri kỷ của cuộc đời, tránh xa những người không xứng đáng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.